Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác minh và khẳng định là bằng tốt nghiệp cấp 3 của Thượng tọa Thích Trân Quang, tức Vương Tấn Việt là bằng không có hợp pháp hay gọi theo cách dân gian tức là bằng giả và quyết định là sẽ thu hồi toàn bộ các cái bằng cấp như là bằng tiến sĩ, bằng cử nhân của Thượng tọa Thích Trân Quang thì có rất là nhiều người đặt câu hỏi là nếu như vậy thì Thượng tọa Thích Trân Quang có chịu trách nhiệm về hình sự hay không? Thì để hiểu rõ vấn đề này, tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta đăng ký kênh và tìm hiểu sự việc ngay sau đây quý vị nhé. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác minh và khẳng định là bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 của Thượng tọa Thích chân Quang là bằng không hợp pháp và ra thông báo để cho các trường đại học thu hồi các cái bằng cấp của Thượng tọa Thích Chân Quang như là bằng cử nhân, bằng tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang và tiêu hủy theo cái luật định thì có rất là nhiều người hỏi là nếu như vậy thì có khả năng là Thượng tọa Thích Chân Quang sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và có thể khởi tố cái vụ án này hay không. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi chưa có nhận được những cái thông tin nào về việc là có khởi tố cái vụ án này hay không, có khởi tố bị can và truy cứu trách nhiệm hình sự của thượng tọa thích chân quang trong cái việc này hay không. Tuy nhiên thì để chúng ta rộng đường dư luận, thì hôm nay tôi xin gửi tới quý vị cái quan điểm của luật sư Nguyễn Danh Huế là chủ tịch của hội đồng thành viên công ty luật Hừng Đông nhận định là nếu ông Vương Tấn Việt tức thượng tọa thích Trân quang dùng bằng cấp ba giả thì các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì cái quan điểm của luật sư Nguyễn Danh Huế này được đăng tải trên tờ Dân Việt vào hồi trung tuần tháng 8 vừa qua. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ và tìm hiểu cái ý kiến của luật sư Nguyễn Danh Huế để chúng ta rộng đường dư luận. Thưa quý vị, theo ý kiến của luật sư Nguyễn Danh Huế được đăng tải ở trên tờ Dân Việt mang tựa đề là nếu sử dụng bằng giả ông Vương Tấn Việt có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Thì tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta thảo luận về ý kiến của luật sư trong cái bài viết này quý vị nhé. Tôi xin được trích nguyên văn. Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường đại học và các đơn vị liên quan đang rà soát, kiểm tra, xác minh và phối hợp xác minh làm rõ thông tin nghi vấn ông Vương Tấn Việt, tức thượng tọa Thích Chân Quang dùng bằng cấp 3 giả. Thì theo cái tiêu đề này đó, lúc đó là hồi tháng 8 thì Luật sư còn đang là đặt ra cái nghi vấn, bởi vì lúc đó là các cơ quan chức năng người ta chưa xác minh, chưa có khẳng định rằng cái bằng cấp ba của thượng tọa thích chân quang này là giả hay là thật. Vì vậy mà luật sư đặt cái vấn đề là nếu nếu mà dùng bằng giả thì có phải chịu các cái trách nhiệm về hình sự hay không? Nhưng mà hiện nay cho tới thời điểm này thì đây không còn là giả thuyết nữa mà đã khẳng định là Thượng tọa Thích Chân Quang dùng bằng cấp 3 không có đúng luật pháp hay nhân gian chúng ta còn gọi là bằng giả thưa quý vị. Thì hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể xác định được là bằng cấp 3 của Thượng tọa Thích Chân Quang là bằng giả rồi quý vị nhé. Chúng ta tiếp tục theo dõi nè. À, nghi vấn ông Vương Tấn Việt Thượng tọa Thích Chân Quang dùng bằng cấp 3 giả. Ngày 13 tháng 8, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Vương Tấn Việt tức Thượng tọa Thích Chân Quang không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày mùng 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy cái giai đoạn đó đó là mới có cái xác minh của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thôi, chưa có sự khẳng định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nhưng hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã khẳng định là bằng tốt nghiệp cấp 3 của Thượng tọa Thích Chân Quang là bằng giả rồi thưa quý vị. Tuy nhiên, năm 2001, ông tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội và tốt nghiệp Đại học ngành luật năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội, văn bằng thứ hai hệ vừa học vừa làm. Năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội và năm 2022 được cấp bằng tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính của Trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện tại, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đang rà soát kiểm tra xác minh và phối hợp xác minh làm rõ thông tin. Đó là cái giai đoạn hồi tháng 8. Nhưng hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã xác minh và khẳng định là bằng tốt nghiệp cấp 3 của Thượng tọa Thích Trân Quang, tức Vương Tấn Việt là bằng giả. Thì tôi có thể tóm lược lại cái quá trình học tập của Vương Tấn Việt như sau. Bằng tốt nghiệp cấp 3 của Thượng tọa Thích Trân Quang thì được cấp vào năm 1989. Sau đó thì Thượng tọa Thích Trân Quang dùng cái bằng cấp 3 giả này để học cử nhân tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Nay là trường Đại học Hà Nội thưa quý vị và được tốt nghiệp và cử nhân tiếng Anh năm 2001. Đến năm 2019 thì tốt nghiệp Đại học Luật tại trường Đại học Luật Hà Nội hệ vừa học vừa làm. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2019 thì trúng tuyển nguyên cứu sinh khóa 25B niên khóa 2019-2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Đến ngày 26 tháng 12 năm 2019 được công nhận là nguyên cứu sinh. Như vậy là uh, sau khi nộp hồ sơ có một tháng thôi thì được công nhận là nguyên cứu sinh. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2022 thì được cấp bằng tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính của Trường Đại học Luật Hà Nội đó là cái tóm tắt cái quá trình học từ cấp 3 cho đến khi thượng tọa thích chân quang nhận được bằng tiến sĩ. Bây giờ chúng ta nghiên cứu tiếp cái ý kiến của luật sư nguyễn danh huế. À, hiện nay thì ông là chủ tịch của hội đồng thành viên công ty luật hưng đông. À, luật sư nguyễn danh huế nhận định là nếu, thưa quý vị, bởi vì à, luật sư nguyễn danh huế dùng cái từ nếu à, ở cái thể nghi vấn, tức là cái giai đoạn hồi tháng 8 thì chưa có xác định của các cơ quan chức năng à, cho nên là luật sư dùng cái từ nếu nếu ông vương tấn việt tức thượng tọa thích cho anh quang dùng bằng cấp ba giả các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố vụ án khởi tố bị can truy cứu trách nhiệm hình sự đó là cái ý kiến của luật sư nguyễn Doanh huế nhưng mà bây giờ thì nó đã trở thành sự thật rồi tức là không còn dùng cái từ nếu nữa mà nếu mà theo cái ý kiến của uh, nguyễn Doanh huế đó thì uh, hoàn toàn là cái vụ án của Vương Thứ Việt này sẽ được khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy cứu trách nhiệm hình sự bởi vì hiện nay thì cái bằng tốt nghiệp cấp 3 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh và khẳng định đây là cái bằng giả rồi thưa quý vị. Mời quý vị theo dõi tiếp. Các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra để xác minh có thể người này chủ mưu đặt hàng làm bằng giả hoặc có đồng phạm giúp sức tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Thưa quý vị, đọc tới đây thì chúng ta lại liên hệ đến cái vụ án của thầy thích tâm phúc thì thầy thích tâm phúc cũng bị kết tội là sử dụng bằng giả sử dụng tài liệu con dấu giả của cơ quan tổ chức thì rất có thể là thượng tọa thích chân quang sẽ bị cái kết án về cái tội giống như là cái trường hợp của thầy thích tâm phúc quý vị nhá trường hợp bằng cấp mà ông vương Tấn việt sử dụng là bằng giả nhưng phôi thật chữ ký thật thì trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định. Cơ quan điều tra có thể khởi tố những người có liên quan khác về các tội như lạm quyền, giả mạo trong công tác, luật sư Huế nói. Nếu có kết luận làm giả con dấu, Trường Đại học Hà Nội sẽ thu hồi bằng cử nhân Anh Văn. Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ thu hồi bằng cử nhân luật, bằng tiến sĩ luật. Bộ Giáo dục Đào tạo nên thanh tra toàn diện quá trình dạy và học tại các cơ sở đào tạo nói trên đối với ông Việt thì theo cái thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đang cho thanh tra quá trình dạy và học tại các cái cơ sở đào tạo của Thượng tọa Thất chân Quang này thưa quý vị. Theo tiến sĩ Đặng Văn Cường, giảng viên khoa luật Trường Đại học Thủy Lợi, Trước thông tin từ dư luận xã hội về việc nghi ngờ ông Vương Tấn Việt tức Thượng tọa Thích Trân Quang sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa không đúng quy định, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh Đến nay Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận như trên, tức là đã xác minh và uh, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã khẳng định là ông Vương Tấn Việt không có tên trong cái kỳ thi tốt nghiệp uh, bổ túc văn hóa cấp 3. Và hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định là cái bằng cấp của Thượng tọa Thích Chân Quang là không đúng theo pháp luật rồi. Với diễn biến như vậy, dư luận nghi ngờ ông Vương Tấn Việt tức Thượng tọa Thích Chân Quang dùng bằng cấp 3 giả có dấu hiệu của hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu con dấu giả thì như vậy là không có còn nghi ngờ gì nữa bởi vì cái cái nhận định này đó thì uh, lúc đó là vào tháng 8, nhưng mà bây giờ thì uh, mọi sự việc nó đã rõ ràng rồi cho nên là uh, không còn nghi ngờ nữa mà thực sự thì Vương Tấn Việt đã dùng bằng cấp ba giả uh, cho nên là đủ cơ sở để cấu thành cái hành vi là làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật bằng tốt nghiệp phổ thông trung học là giấy tờ ghi nhận năng lực trình độ của người học khi đã trải qua thời gian học tập, kiểm tra phải làm bài thi đạt kết quả theo quy định của pháp luật. Bằng tốt nghiệp phải do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp, ký theo quy định của pháp luật về luật giáo dục và đào tạo. Cơ quan có thẩm quyền cần thu hồi bản chính bằng tốt nghiệp năm 1989 và các bản sao có chứng thực để tiến hành giám định chữ ký con dấu trong các tài liệu này. Trường hợp kết luận của phòng kỹ thuật hình sự hoặc viện khoa học hình sự kết luận chữ ký con dấu trong bằng tốt nghiệp là giả thì có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng tài liệu giả theo quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự để xử lý với người vi phạm theo quy định của pháp luật cũng theo tiến sĩ Cường, trong trường hợp các cơ quan chức năng kết luận bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc của ông Vương Tấn Việt là bằng giả sẽ thông báo cho trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Luật Hà Nội. Các cơ sở giáo dục này sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật để tiến hành thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp đại học và bằng tiến sĩ đã cấp cho ông Vương Tấn Việt trước đó. Thưa quý vị, theo cái nội dung này thì chúng ta có thể hiểu là trường Đại học Luật và trường Đại học Hà Nội là hai cái cơ sở đã đào tạo thượng tọa thích chân quang để cấp bằng cử nhân và cấp bằng tiến sĩ này đó, thì có thể xác định là bị hại bởi vì hai cái cơ sở này, này họ không có thể biết được là bằng tốt nghiệp mà ông này cung cấp là bằng giả nếu chỉ nhìn bằng mắt thường tóm lại cơ quan thanh tra hoặc cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ và kết luận bằng tốt nghiệp bổ túc của ông vương tấn việt có là bằng giả hay không nếu là giả thì có thể khởi tố vụ án hình sự để xử lý những người vi phạm, đồng thời sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục thu hồi, hủy bỏ các bằng tốt nghiệp đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ xem xét có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với hành vi gian dối giả mạo của tu sĩ, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, như vậy thì sắp tới đây Thượng tọa Thích Trân Quang, tức Vương Tấn Việt, không những là phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc sử dụng bằng cấp giả mà còn phải chịu án phạt nghiêm khắc của giáo hội Phật giáo Việt Nam bởi vì thượng tọa thích chân quang đã có hành vi gian dối giả mạo của tu sĩ gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội cũng như là ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo trong thời gian vừa qua thì như vậy thì thượng tọa thích chân quang sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về mặt xã hội và đối với về mặt giáo hội thì cũng sẽ phải chịu cái hình thức kỷ luật rất nghiêm khắc thưa quý vị. Mời quý vị theo dõi tiếp bài báo Buộc thu hồi, hủy bỏ nếu dùng bằng cấp 3 giả Theo khoản 3 điều 20 quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm thông tư số 08 2021 trên TT BGZDT ngày 18 tháng 3 năm 2021 Người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học Văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ Điểm A khoản 3 điều 16 quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo thông tư số 23 trên 2021 trên TT BGZDT ngày 30 tháng 8 năm 2021 quy định học viên vi phạm một trong các quy định sau đây sẽ bị buộc thôi học bằng thạc sĩ nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi hủy bỏ theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo A. Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, bảo vệ luận án, đề án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng chứng chỉ. Điểm B khoản 5 điều 21 quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo thông tư 18 trên 2021 trên TT BGZDT ngày 28 tháng 6 năm 2021 quy định nếu nguyên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ, việc thu hồi bằng được thực hiện theo quy định hiện hành. Và trong những trường hợp hồ sơ quá trình đào tạo được xác nhận có vi phạm, sai sót nghiêm trọng, dẫn đến người được cấp bằng không còn bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển, công nhận nguyên cứu sinh và duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng trong quá trình học tập và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo. Như vậy, nếu sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để học các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, dù ở các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, toàn bộ quá trình là học thật, thi thật, bằng thật, thì các bằng cấp này vẫn sẽ bị thu hồi. Đối với các đơn vị đào tạo, ở bậc tiến sĩ dùng bằng thạc sĩ để tuyển sinh, bậc thạc sĩ dùng bằng đại học để tuyển sinh nên các cơ sở đào tạo không cùng đào tạo hệ đại học sẽ không có lỗi. Nơi tuyển sinh và cấp bằng đại học dùng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học để tuyển sinh đầu vào phải có trách nhiệm kiểm tra kỹ. Thưa quý vị, theo cái nội dung quan trọng này đó thì đối với ở bậc học sau đại học mà dùng bằng đại học để tuyển sinh thì cái nơi cấp bằng sau đại học đó không có lỗi hoặc là dùng bằng đại học để thi tiến sĩ thì cái nơi mà cấp bằng tiến sĩ cũng không có lỗi nếu mà không có xét cái bằng cấp 3. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng cái bằng cấp 3 của Thượng tọa Thích Chân Quang đó dùng lần đầu tiên là dùng để học cử nhân tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, nay là trường Đại học Hà Nội thì chỉ có cái trường Đại học Hà Nội này là chịu trách nhiệm thôi, bởi vì trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội lúc đó và nay thì được gọi là trường đại học Hà Nội đó là xét cái bằng cấp 3 giả này để làm cái đầu vào học cử nhân tiếng Anh. Còn sau khi mà đã Thượng tọa Thích Chiên Quang đã có cái bằng cử nhân tiếng Anh này rồi thì Thượng tọa Thích Chiên Quang dùng cái bằng cử nhân tiếng Anh là cái bằng thật để học đại học luật, hệ đại học từ xa. Rồi sau khi mà tốt nghiệp đại học luật rồi thì Thượng tọa Thích Chiên Quang lại dùng cái bằng đại học luật này để đăng ký học nguyên cứu sinh. Cho nên là xét từ cái bằng đại học cho tới bằng tiến sĩ thì toàn là bộ là bằng thật, chỉ có cái bằng cấp 3 là bằng giả thôi. Cái bằng cấp 3 thì được thượng tọa Thích Trân Quang dùng lần đầu tiên để học cử nhân tiếng Anh. Như vậy thì theo nội dung bài báo này là các cái cơ sở đào tạo sau đại học của thượng tọa Thích Trân Quang thì không có lỗi mà cái nơi tuyển sinh và cấp bằng đại học mà dùng cái bằng tốt nghiệp cấp 3 của thượng tọa thích chân quang này để tuyển sinh đầu vào đó thì phải có trách nhiệm kiểm tra kỹ thôi chứ cũng không nói là có lỗi hay không thưa quý vị trên đây là những thông tin chúng tôi được trích từ bài báo của tác giả tào nga đăng trên tờ dân việt vào ngày 14 tháng 8 năm 2024 với nhan đề là sử dụng bằng giả ông vương tấn việt có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không thưa quý vị theo nội dung của bài báo này thì chúng ta có thể kết luận là Thượng tọa Thích Chân Quang không những là phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội làm bằng giả, làm các cái giấy tờ tài liệu giả của cơ quan tổ chức mà Thượng tọa Thích Chân Quang còn phải chịu án kỷ luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa. Đó là những nội dung chính của bài báo được đăng trên tờ Dân Việt của tác giả Tào Nga vào ngày 14 tháng 8 năm 2024 vừa qua. Tôi xin gửi tới quý vị để rộng đường dư luận. Mời quý vị đăng ký kênh để khi nào có những diễn biến mới nhất về việc bằng cấp của thượng tọa Thích Chân Quang thì chúng tôi sẽ đăng tải kịp thời để quý vị cùng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc.